shine through the dark. Sao đã quay trở lại cùng video squad và review song mới rồi đây. Trời ơi, còn vài ngày nữa qua lại Thái rồi. Mà sẽ nhận ra là mình bỏ bê hết mấy bộ song mua từ đợt trước đi Thái đến giờ vẫn chưa làm video luôn. Thế nên là Sao sẽ review dần để chị em mình xem đổi gió và tham khảo thêm nha. Đồng thời cũng là một động lực để đợt này đi sẽ còn rước thêm nhiều song mới nữa chứ. Bộ song nhân vật chính trong video ngày hôm nay là Miss Lay Matte Liquid Lipstick đến từ Mi, một trong những thương hiệu bình dân của Thái Lan mà Sao đã khám phá được trong lần đầu tiên đi Thái. Chị em mình mà theo dõi Sao lâu thì cũng nhớ là sau chuyến đi Thái đầu tiên, Sa có làm một video tổng hợp son Thái và trong đó có một thỏi son đến từ Mi, ưng bụng từ dạo đó rồi, cho nên năm vừa rồi đi thì Sa cũng mua son thêm của hãng này. Bao bì dòng son có hộp giấy lẫn tem nhựa siêu bọc chắc chắn, thiết kế đơn giản cho nên Sa cũng không có gì để nói nhiều. Tuy là một thương hiệu của Thái thì tất cả sản phẩm của Mi đều được sản xuất tại Hàn Quốc, nhưng mà hay ho là hãng vẫn giữ được đặc trưng phong cách make up của người Thái, phóng khoáng tự do và đa dạng sắc màu. Vậy nên bộ son lần này màu sắc cũng cực kỳ đa dạng, lên đến gần 20 màu son. Sa đã chọn mua 3 màu mà mình mê nhất trong dòng Miss Lay để swatch và review cho chị em trong video này. Mút son của Miss Lay là dạng chiếc lá bầu nghiêng ôm môi, cùng Sa khám phá ngay 3 màu son Sa mua nhé. Màu son đầu tiên Sa chọn là 911 Hot to Death, một sắc đỏ trầm cổ điển thuộc tông lạnh. Màu son này đẹp trên mọi mặt trận, Sa thấy dùng dịp nào cũng được, xinh từ kiểu lồng môi đến cả môi, mà son còn không đòi hỏi bất cứ yếu tố gì cả, dùng siêu tôn da và trắng răng luôn. Miss Lay là dòng son kem lì cổ điển. Chiếc son khi vừa lấy ra thì là dạng liquid, nhưng mà quẹt vài quẹt là bắt đầu khô xét lại thành những mousse rồi. Vậy nên khi thao tác son trên môi thì Sa thấy son hơi bị dày nặng và bết bết, son xét lại siêu siêu nhanh, khi đang xét thì sẽ không bị dính. Điểm trừ là Sa thấy son này bị khô môi quá, finish dày nặng xe căng môi hơi khó chịu và lộ vân môi rất là nhiều. Còn điểm cộng thì là bởi vì finish quá lì cho nên nhìn môi như bọc nhung vậy. Chiếc lì căng dùng với các màu son đậm đà chuẩn nét rất là xuất sắc. 921 swatch là tông tím mận trầm đậm Sa ưng lắm, định bụng mua từ tháng 8 năm ngoái về thì ta sẽ ung dung dùng vào mùa đông, nhưng mà không sao bỏ quên em nó tới giờ luôn, thiệt tiếc ghê. Ở màu này thì Sa thấy son hơi không đều màu nhẹ, do Sa chưa kịp quét son đều thì đã bị son khô xét hết rồi. Điểm trừ thiệt nhiều chuyện son khô quá quá nhanh luôn, Sa nghĩ những bạn nào mà mới tập dùng son kem sẽ rất là khó chịu với khuyết điểm này đó. Son khô xét lại là sẽ bám chặt vào môi, chạm thoải mái chẳng xê xích hay là dính màu son gì cả. Son chỉ tan ra khi gặp đoạn dầu mỡ. Sinh hoạt trung bình thì son bám từ 6 đến 8 tiếng hoặc là cả ngày dài luôn, phụ thuộc rất là nhiều vào cách sinh hoạt và đồ ăn của chị em mình. Chiếc son Miss Lay thì có mùi kem vani khá là rõ ràng, mùi không khó chịu nhưng mà nếu mà nhạy cảm mùi hương thì chị em mình nên cân nhắc. 923 Call Me Maybe là màu son Sa ưng nhất, chuẩn nâu vàng, thuộc về tông lạnh hơi xám, không quá dị như là xanh dương xanh lá nhưng mà lại rất là trendy, hợp với kiểu cá tính phương Tây. Dùng màu này mix màu son cũng rất là đẹp, khuyết điểm của tất cả tông nâu chuẩn là sẽ hơi xịt men răng nhẹ nha. Miss Lay Matte Liquid Lipstick được hãng bán lẻ với giá 299 bạt, tầm 230.000 tiền Việt cho một thỏi 4.5g. Các sản phẩm của Mi thì nếu mà có dịp đến Thái Lan á, chị em mình dễ dàng tìm mua được ở Ian Boy hoặc là ở Watson nhé. Giá bình dân nhưng mà tổng quan son lại bị khô và nặng môi quá. Chất son lì và bảng màu thì xuất sắc, nhưng Sa nghĩ sẽ cần cải tiến thật nhiều cho son mỏng nhẹ, mượt môi và xét lì chậm hơn. Sa ưng màu son nhưng mà chất son thì không đâu. Trên thang điểm 10 thì Sa cho dòng này 5.5 thôi. Chị em nếu mà muốn thử son của hãng này thì Sa rating dòng Hydro Matte Lip Color hơn hẳn đấy. Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Sa cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Bitin Yaway nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.